Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thái Ezi đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Bí kíp luyện rồng Dragon's Abyss nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy lại cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhá. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi, chúng ta sẽ nhận được một con rồng con khá đẹp nếu mà ta mua gói bách gói này anh em ạ. Wow, con này có rồng con à? Con này có giống con sún răng nhỉ? Con Night Fury ấy nhỉ, giống thật sự luôn anh em. Ok, chúng ta sẽ có thể mua cái pack này được luôn á. Vì đã mốt rồi nên có thể mua thoải mái anh em ạ. Game này nó cũng lâu rồi nên cái bảo mật của nó cũng khá kém. Ấy. Được gói pack này anh em. Rõ ràng mình được cái pack mà. Răng mắc rồi anh em ạ, nên không thể nào được. Đây đây. Đấy, được quả trứng đấy anh em ơi. Quả trứng đen anh em ạ. Teenage Rock Ranger. Cái con này khá đẹp. Mình phải nói con này nó khá là được. Mình đang làm cái gì đấy nhỉ? Bây giờ mình sang làm một cái nhiệm vụ ở đây. Nhưng mà con đấy là mình chưa cho ra được thì phải đúng không anh em? Chính xác là bây giờ mình cần cần làm gì bây giờ? Đảo thì nó không có nhiều đảo đâu anh em ạ. Đảo rất là ít đảo thôi. Làm thế nào? Làm thế nào để mà mở mở cái đảo ở bên đây bây giờ? Ok, chưa thể mở được mấy cái đảo này đấy anh em ạ. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ cần phải loại bỏ mấy cái cây cây cối này. Nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ cần là 15 Viking ạ. Tiếp tục là xây nhà Viking thôi anh em nhờ. Bây giờ đủ Viking thì thôi ha. Đây đây đây, tôi sẽ bỏ mất mấy cái đá đủ ra này anh em. Thế nhưng mà có nhiều rồng lắm, hơn 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 mấy trăm con rồng thì không biết là bỏ kiểu gì nhỉ. Đang suy nghĩ là sẽ bỏ kiểu gì đấy. Những cái đá to này thì cần rất nhiều cái nhân công anh em ạ. Mình đảm bảo anh em là như vậy. Nhiều nhân công lắm, nhiều thứ mà phải làm trong cái game này lắm anh em ạ. Ok, rồi, chúng ta sẽ đập hết một cái đá đi trước. Đấy. Mấy cái cây nhỏ nhỏ thì mình cũng sẽ đập được nhé. Mấy cái cây lớn thì chúng ta sẽ không đập được thôi, chứ mấy cây nhỏ này thì vẫn ok ha. Event này, open này, nó vẫn đang hướng dẫn mình cái cách chơi cái sự kiện này anh em ạ. Sự kiện này mình chưa chơi xong, bây giờ vẫn đang chơi. Không được cái gói pack gì đó kia nhỉ, di chuyển đến gói pack kia anh em ạ. Runner, let's go. Cái này di chuyển được miễn phí anh em. Để lấy patch thì chúng ta cần phải đánh sau cái bọn bọn rồng ở đây anh em ạ. Nào, Night Fury của chúng ta. Đánh mấy con này yếu khê, không ăn thua luôn. Hãy để dành đam để cho Night Fury dùng tuyệt chiêu nha anh em. Chắc chắn là như vậy rồi. Con này có chiêu hồi máu khá ổn. Night Fury của mình đã bị tấn công rất mạnh ở bên này anh em ạ. Đang rất là khó chịu. Không biết là đánh kiểu gì. Cái đấy chiều chết luôn à, chết luôn anh em ạ. Night Fury tuyệt chiêu nào, mấy con kia sẽ để dành hết tuyệt chiêu cho Night Fury anh em ạ, tại vì Night Fury rất mạnh. Quên rồi, bắn lửa được vì gần chết Night Fury rồi. Hồi máu bạn ơi, đúng rồi, còn khỏe đấy nhờ. Chúng ta nên để dành chiêu anh em ạ. Bình tĩnh nè bạn. Cắn thường thôi. Nó cứ tấn công Night Fury của mình nhé. Mình cay ở đấy. Tuyệt chiêu anh em ơi. Hủy diệt. Không chết. Đánh cả chiến thuật chứ. Đúng rồi. Find a way. Hay quá. Lại giữ đòn thôi anh em. Lại giữ đòn thôi. Tất cả tập trung vào một con đã, sau tính sau. Không được chiêu luôn. Hãy để dành cho Night Fury của chúng ta. Nhưng mà không phải là Night Fury là chắc chắn sẽ mạnh như vậy đâu nhá. Rồi, Night Fury rồi. Tuyệt chiêu mạnh nhất mà cũng không thể giết được đó anh em ạ. Ảo ma thật sự luôn. Cái cú nhỉ. Con rồng đẹp phết, con rồng băng ạ.
đấy, ghi gớm phết nhỉ. Mình đừng có chết đi mà được ha. Đó, chuyển sang con này. Giờ mình nghĩ mình sẽ cần nâng cấp cái level nó lên tí. Đấy rồi, tuyệt kỹ anh em ơi, đây là cái final way rồi. Chúng ta đánh thoải mái đây. Ok anh em, bây giờ là sử dụng cái chiêu này luôn, cạp đất mà ăn, nhưng mà cái này không ăn thua nhỉ. Chiêu cạp đất mà ăn. Đây, quả cầu lửa. Xui. Một trận đánh nó sẽ rất là lâu anh em nhé. Ok. Tiếp collect. Bây giờ muốn đi nữa là phải lại phải đánh thêm trận nữa anh em ạ. Cứ bình tĩnh nhá. Lại phải collect rồi. Đó. Ok, được cái mail gì đó mình cũng không rõ là cái gì. Cái new là cái gì đấy anh em? Cái này để trade à? Có thư trao đổi à? Cái này làm gì nhỉ? Có nhiều thứ quá mình cũng không biết nó để làm cái nồi gì anh em ạ. Thế cái gì này? Đây là những công trình mà chúng ta có thể build được nhá, có thể xây dựng được anh em ạ. Đây là ba con rồng mà chúng ta có thể vào trong team. Tut light chúng ta vẫn sẽ là đi train, vẫn là phải level cao nhất nha anh em. Đấy, ok, không upgrade đâu, chỉ có thể nâng cấp được con tut light chúng ta lên thôi nhé. Chuyên xong chưa? Đấy, có thể lên level 13 được rồi anh em nhá. Nó sẽ hiện lên cái phần để tìm kiếm anh em. Gì? Ok anh em ơi, chúng ta sẽ không shot đâu, cho nó ăn lên đã. Level 14 đấy không? Level 15 lại phải tiếp tục là train anh em ạ. Xây lên thôi. Cái này thật sự là xây rất là nhiều, phải nói xây cực kỳ nhiều thứ ấy, để nâng cấp các kiểu ấy sẽ rất là lâu, nhiều thứ phải nâng cấp lắm. Build my hall, build căn nhà của chúng ta. Đấy, go to shop, có con rồng gì đó ở đây nhưng mà thôi kệ đi, cái đấy thì chúng ta sẽ tính sau. Chúng ta còn rất nhiều nhiệm vụ khác và chúng ta sẽ cần có thể upgrade cái này lên ha. Speed up. Ok anh em. Đây là những con rồng mà nó đang có trong này anh em ạ. Nhiều rồng quá nhỉ. Thật sự là nhiều rồng quá, mình cũng không biết là để chỗ nào cho nó hết. Đây là đi search anh em ạ, đi tìm kiếm ạ. Rồng đâu hết nhỉ? Mình nhớ là chúng ta có rất là nhiều rồng. Nó không phải dừng lại những cái mức như thế này. Dĩ nhiên rồi. Đây view collect cái này này. Có khi còn không collect được cơ. Ôi, new cast, một gói patch mới anh em ạ. Rồng đẹp đấy. Rồng gì đấy? Một cái cuốn sách gray ạ. Oh baby Bowser. Ok anh em. Con rồng trắng anh em. Ui đẹp đấy. Con rồng trắng đẹp thế anh em. Ok bạn ơi, con rồng trắng đẹp dã man luôn ý. Thề. Nó có tiến hóa không nhỉ? Bọn này thì mình cũng không rõ có tiến hóa được không ha. Rồng bé tí. Cái game này thì nó sẽ không bị đít ra anh em ạ, tại vì các bạn nó cũng sẽ rất là nhẹ đối với mình ý. Nó không thể đít ra được. Speed up lên này.
mình cần rất nhiều gỗ để đi chuyên cho nó anh em ạ. Speed up nó có thể chuyên được level cao hơn à. Rồi mình nghĩ level 18 là quá đẹp cho con này ở đây anh em. Đấy, có thể cho con này vào cái Hagas cũng được mà anh em, là cho cái đất nó rộng ra ấy. À, mình hiểu cách chứa rồng đấy anh em ạ. Đây, hoàn toàn có thể cho nó vào trong cái Hagas và vào trong đấy thì nó vẫn có thể lấy được à. Bros, ok anh em, cho được cái arena để được rồi. Test con mới ha. Ờ, mình có một con nữa. Mình có một con nữa ở trong cái phần thư này. Đây. Cái gì? Không được rồi. Lỗi. Ok anh em, mình nhớ mình có một cái kế mà nhỉ. Con rồng đâu nhỉ? Con rồng đen đâu nhỉ? Classic chứ gì đó anh em ạ. Có một con Ray Windwalker, một con Ray ạ. Mình nghĩ mình up con này cũng hợp lý ha. Đấy, ném nó vào đây ha. Còn quá nhiều thứ để mà làm anh em. Windwalker, ok, speed đây. New ability, thêm kỹ năng mới. Mày nó phải lên được level 10, ít nhất là 14 để bằng bọn kia. À, anh em thấy không? Cho nguyên chỗ ăn thôi cũng đã rất mất thời gian rồi ấy. Có sẽ có rất là nhiều đất để anh em có thể là chứa các nhiều thứ. Ok anh em. Con này con Ray nên mình nghĩ là mình sẽ cho lên cấp cao cao tí nhờ. 13 rồi, 14 rồi, 15 rồi. Ờ, ngoài ra có những con rồng legendary anh em ạ. Có con gì đó, con này đi tìm cái gì đấy. Nó vẫn đi tìm mà. Vẫn đi tìm kho báu mà. Đấy, hòm kho báu này. Đấy, thêm cái đá gì đấy. Boost lên, giúp nó đi tìm tốt hơn anh em ạ, ngon hơn. Đã tìm xong kho báu. Có mấy cái huy hiệu gì đó. Có tìm được rồng không ta? Có liệu có tìm được rồng không nhỉ? Không, toàn là cái đá gì đấy anh em ạ. Mình cũng không rõ là đá gì. Mình đang muốn mở khóa những con rồng này quá. Ví dụ con này này chẳng hạn này. Đấy, cần có 1000 Viking for wearing a bus complete cái collection à. Con rồng này đẹp thế. Nó ở đâu nhỉ? Nó ở cái hòn đá này anh em ạ. Hòn đảo của những con rồng này thì nó phải tùy từng cái sự kiện ha. Đây, đây thôi, chúng ta có thể mua con này được anh em ạ. Green Death. Đây, Green Death này. Có thể mua được nó bằng 1 đô anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng xuất hiện của Green Death ha. Ok bạn ơi, Green Death sẽ xuất hiện. Ui, đây là gói rồng, gói pack rồng của nó anh em ơi. Đẹp vãi lều à. Epic 12k, 180k. Đây rồi, Green Death sẽ xuất hiện. Nó có lag quá không nhỉ? Ôi, có cả đoạn phim cắt cảnh luôn anh em ạ. Phê thật sự luôn. Green Death. Đây là một trong những con rồng huyền thoại. Trong 8 hay là 6 con rồng huyền thoại gì đấy. Oh my god. Con này chưa từ núi lửa anh em ạ. Trời ơi, một nửa thân của nó. Nó được ở trong cái núi lửa. Còn một nửa bên ngoài nó được ở đấy anh em ạ. Unlock new legendary dragon à. Upgrade cái này lên à. Cái này cần gì? Cái hall này đang level 4. Upgrade một con rồng lên level 18 anh em ạ. Được, anh em ơi, đơn giản gì, có gì khó đâu. 17 rồi, 18 rồi. Đấy. Bây giờ sẽ phải có 4 con rồng anh em, ít phải có 4 con rồng thì lên thì mới được à. Yêu cầu là như vậy. Toothless sẽ được lên 18 ngay. Con rồng legendary kia thì cũng không thể là làm gì được, cũng không thể nào mà gọi là mang đánh nhau được. Nó sẽ mở khóa những kỹ năng đặc biệt, những cái tính năng thôi. Còn đánh nhau thì vẫn là như con rồng này ha. Chắc chắn là như vậy rồi. Shot thì tính sau đi bạn em. Mười tám
chúng ta đã có khoảng 3 con này. Rồi anh em ơi, chiến như thế này là quá ổn và quá xịn luôn. Rồi anh em ơi, chúng ta tắt cái đi cái và tiếp theo là cái gì nhỉ? Đây là cái đây, con rồng ở đây. Con rồng này có cái tính năng gì? Nó có thể boost và đi nó tìm cái gì đó. Nó sẽ hét lên nhiều. Sao nó không chui hết ra nhỉ? Green Death. Oh my god. Nó chui vào cái dung nham để tìm kho báu anh em ạ. Một thanh kiếm gãy. Ồ, vãi nồi, vậy đẹp thế. Vậy đẹp quá anh em ạ. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Green Death. Yes. Yes boy. Đó, anh em có thể nhìn rõ mặt nó. Oh my god. Đẹp quá anh em ạ. Con này nó đang gào thét khi bị dung nham mà nóng chảy nó đốt cháy.